Lộ biệt thự cực khủng của gia đình Hoài Linh ở Mỹ. Mới đây, ca sĩ Phương Trang, em gái ruột của danh hài Hoài Linh, chia sẻ hình ảnh gia đình tụ họp. Gia đình em sửa soạn đón Giáng sinh, Phương Trang bày tỏ sự hào hứng. Trong ảnh là khoảnh khắc gia đình đông thành viên cùng nhau quay phim, chụp hình với không khí Noel rộn ràng. Tuy nhiên, khiến ai nấy quan tâm hơn cả lại là đồ hoành tráng của căn nhà. Có thể thấy, đây là một biệt thự lớn, thiết kế hiện đại, nhiều phòng, nội thất đắt đỏ, sàn được lót gỗ sang xịn. Trong ảnh mới chỉ là một không gian sống, nhiều người cho rằng nếu được nhìn toàn cảnh sẽ thấy biệt thự hoành tráng nhiều hơn. Đây được cho là cơ ngơi của gia đình Hoài Linh ở Mỹ. Bản thân Hoài Linh hay Phương Trang rất hiếm khi chia sẻ hình ảnh cơ ngơi này, đặc biệt là danh hài. Tuy nhiên tất cả vẫn chỉ là suy đoán, khi Phương Trang cũng không chú thích về gia đình cụ thể hơn. Thời gian qua, Hoài Linh phải đối mặt với nhiều biến cố. Sau lùm xùm từ thiện, nam nghệ sĩ lại gặp nỗi buồn mất đi người thân. Hiện tại, danh hài vẫn chưa có động thái quay trở lại làng giải trí. Hoài Linh sinh ngày 18 tháng 12 năm 1969 tại Cam Ranh, Khánh Hòa, trong một gia đình có tất cả 6 người con, 3 trai 3 gái. Và anh là con thứ 3 và là con trai trưởng trong gia đình. Cha mẹ anh quê ở Đại Lộc, Quảng Nam. Ngoài một người chị cả có gia đình còn ở lại Việt Nam, gia đình anh đã sang Hoa Kỳ vào năm 1995 vì trước đó cha anh phục vụ trong lực lượng đặc biệt với chức vụ đại úy bị tù cải tạo 6 năm tại Biên Hòa, cho đến năm 1982 mới được thả về. Mẹ anh bà Nguyễn Thị Lệ Phương điều hành một nhà hộ sinh ở Cam Ranh. Hoài Linh sống ở Cam Ranh cho đến năm 1975, sau đó theo gia đình di tản vào Dầu Dây. Anh học hết bậc trung học ở trường phổ thông trung học Thống Nhất A, Trảng Bom. Vào năm 1988, gia đình anh trở về Cam Ranh để lo thủ tục xin hoàn lại nhà cửa bị tịch thu. Sau đó vào thành phố Hồ Chí Minh năm 1992 cho đến ngày sang Hoa Kỳ cuối năm 1993. Trong thời gian này, Hoài Linh gia nhập đoàn ca múa nhạc. Sau đó theo học tại trường chuyên tu nghiệp chuyên môn cho đến năm 1994 lại quay về với đoàn múa.